Test lại cái thu âm nha. Alo, tôi đang test mic thu âm 1 2 3 4 4 3 2 1. Tôi đang test mic thu âm. Alo, tôi đang test mic thu âm 1 2 3 4 4 3 2 1. Tôi đang test mic thu âm. Alo, tôi đang test mic thu âm 1 2 3 4 4 3 2 1. Tôi đang test mic thu âm. Rồi, đến phần test nút nè. Đây công tắc on off. On nè, on lên nè. Đây, ok hết ha. Rồi, xin cảm ơn. Xin chào.